Đinh Quang Thanh kính chào quý khán giả của người Việt TV Online. Sau đây là bản tin vào lúc 6 giờ chiều giờ California, tức là 9 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ ngày 13 tháng 11 và cũng là 8 giờ sáng ngày 14 tháng 11 tính theo giờ tại quê nhà Việt Nam. Trước hết là tin liên quan đến Tổng thống Donald Trump tại hội nghị APEC được tổ chức Đà Nẵng Việt Nam và mối quan hệ giữa hai kẻ cựu thù Washington và Hà Nội. Trong cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Nhà nước Trần Đại Quang của Việt Nam thì Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng chào mời chính thức Việt Nam mua thiết bị quân sự của Mỹ, nhất là mua máy bay và hỏa tiến. Khi gặp ông Trần Đại Quang thì Tổng thống Trump nói rằng uh, nước Mỹ mong muốn Việt Nam mua thiết bị của Hoa Kỳ bởi vì Mỹ sản xuất những thiết bị tốt nhất và Mỹ sản xuất máy bay cũng như thiết bị quân sự tốt nhất trên thế giới cùng những loại hỏa tiến thuộc loại không ai có thể cạnh tranh được. Ông còn nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sản xuất các hỏa tiến tốt, máy bay quân sự tốt nhất và máy bay hàng không thương mại. Vì thế ông muốn Việt Nam mua hàng của nước Mỹ. Trong cuộc gặp ông Trần Đại Cang và sau đó là gặp Thủ tướng của nhà nước Hà Nội là Nguyễn Xuân Phúc, thì Tổng thống Trump nói rằng quan hệ quốc phòng của Việt Nam và Hoa Kỳ thật là tuyệt vời. Ông còn cho biết thêm là nước Mỹ đã có nhiều giao dịch với Việt Nam liên quan đến vấn đề mua vật liệu, và mua một số lượng hàng đáng kể về thiết bị quân sự. Và nước Mỹ trân trọng điều đó bởi vì việc làm đó tạo nên công an việc làm cho dân chúng Mỹ. Và ngược lại thì Việt Nam có thiết bị tốt nhất thế giới về mặt quân sự. Nhà lãnh đạo Tòa Bạch Ốc còn nói thêm rằng việc hồi tháng 5 vừa qua thì Hoa Kỳ đã chuyển giao một chiếc tàu tuần tra tên là Morganto của lực lượng tuần duyên Mỹ cho lực lượng hải quân của Việt Nam. Ông nói rằng con tàu này đã có một lịch sử bởi vì đã từng tham dự trong chiến tranh Việt Nam thời um, trước năm 1975 và hiện nay thì con tàu này là một món quà của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam uh, lại ra khơi ở vùng biển Thái Bình Dương để tuần tra bảo vệ bờ biển cho người Việt Nam